tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm đi vào hoạt động, tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa phương. Đây là những chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tại kỳ họp Ủy ban Nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 tổ chức trong sáng nay. Tham dự kỳ họp còn có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Hải Minh và Phan Quỳ Phương. Báo cáo của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vui cho biết, trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh giảm tập trung chủ yếu ở nhóm hàng may mặc, gỗ và sản phẩm gỗ. Sản phẩm nhập khẩu giảm chủ yếu tập trung nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may do nguồn đơn hàng xuất khẩu của các công ty may mặc sụt giảm mạnh. Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 5 tháng tăng 2,16%, thấp hơn bình quân chung của cả nước là tăng 3,84%. Tuy nhiên có một số điểm sáng, trong đó đáng chú ý là hoạt động du lịch tiếp tục có nhiều khởi sắc, tổng thu từ du lịch ước đạt 2.942 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ. Tại phiên họp, các thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các địa phương đã tập trung thảo luận giải pháp, gỡ vướng tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn, đồng thời nêu các kiến nghị để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Hầu hết các địa phương đều nêu khó trong khâu giải phóng mặt bằng các dự án, đặc biệt là công tác đền bù tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng nên nhiều dự án chậm tiến độ. Sau khi nghe ý kiến góp ý từ các sở ban ngành địa phương phát biểu chỉ đạo phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị các sở ban ngành địa phương tiến hành ra soát những nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án cụ thể đã được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công từ đầu năm đến nay chưa thực hiện hoặc đang thực hiện nhưng tiến độ còn chậm để tập trung đôn đốc triển khai thực hiện. Trong đó tập trung nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2023. Tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai sản xuất nông nghiệp vụ hè thu đúng khung lịch thời vụ, triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng khô hạn, ra soát các phương án phòng tránh thiên tai bão lụt, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, 3 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các ngành địa phương tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp, đảm bảo ổn định sản xuất, đặc biệt là các cơ sở sản xuất may mặc khó khăn liên quan đến nguồn đơn hàng xuất khẩu bị sụt giảm. Các ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như xi măng, giam gỗ đảm bảo cân đối điện trong mùa nắng nóng, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm, nhất là tại các khu công nghiệp để có phương án hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, đồng thời hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án phát triển thương mại, du lịch dịch vụ, tập trung các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, nhất là các giải pháp hoàn thiện, tháo gỡ vướng mắc liên quan quy hoạch, thủ tục đầu tư đất đai, giải phóng mặt bằng. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phân bổ chi tiết số vốn kế hoạch năm 2023 còn lại theo quy định, quyết liệt để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.